cùng sớm đi cuối làng, ai cũng đi cười reo. Xuống trần nhằm buổi nắng eo, gắm trong dân sự còn nghèo chữ tu. Hạ quân sanh chung mẹ ám mi ô, tây phương sắc kỳ lình dân du nam kỳ. Mượn nhầm một kỳ xác nhu mì, giang dân sao tháng vậy thì xem sao. Rất kỳ buồn ba tân biết bao, đảng nguy sắp đi đến mà ngao du hoài. Chiếc răng dáng kề bốn bài, giả từ trần thế lui hài bốn phiên. An nam phong qua lễ nghi, đời nay dân vật cứ bỏ đi chẳng dình. Mãn lo che nhạo trong kình, chẳng toán đạo đức mà dình thôn ni hương. Ta đây dường thế như lương, cứu dân chẳng để nắng sương lắm đầu. Sao trăng thầy tớ giải dầu, quyết cơ lòng truyền ban đạo màu mà thôi. Bồng lai điên dài có ngôi, tây phương cực là cùng ngồi toàn sen. Từ bi ngọn đuốc mới nhen, giá như mở cửa mà then còn cầm. Dân tình sai sẽ dập bầm, nào hay ta đã thương ngầm sanh linh. Xác trần ta mở hoài thân, đạo màu truyền pháp thần linh công ni hay. Trơ triêu con nghi tao thầy lai, lối âm sắc cơ linh đòi dài hỏi han. Cuối đầu tâu trước Phật đàn, lễ dân ngoan ngành sớm làng cử khôi.
đầu đuôi câu lại khúc kia nôi, một trăm mới đặng ôi thôi mười người mạng lo cao thấp đi ngào cười bởi chứng trần hàng biến lời không nhi lo Di Đà nghe tôi buồn xoa dạng dân bãi tánh đắng đo nhiều bề làm sao cửa Phật vừa kề hùng mỹ sùng tàn a khi có bề dạy khuyên thầy khùng trò lại quá điên cùng điên mấy tháng tình riêng ai ngờ tưởng xưa dấu cũ còn mờ không biết lo tìm kiếm đi bến ơi bờ mà nương nói cho bốn đạo đặng tường giải dân nào có gạt lường chi dân chim mô đà giữa cầu ngân người xương nghĩ trở gó khi mấy lần ai hay đời này chưa vẹn thảo ngay thì là có thấy mặt mày người xưa giải đời nào quán nắng mưa ước mong bà tánh sớm mưa nghĩ tu hành đục trong bóng đi cuốn nghĩ ngọn ngành khuyên đời trao chia chữ lành cho sống con người có tội có tâm học hay chữ nghĩa sao không phương thờ hiếu trung truyền tích sợ sợ người đời phải biết kỹ phương thờ mẹ từ đây ta mắt khi bông ba dời chân ra bắt đặng màng dạy khuyên giảng dân nên đi trồng Phật tiên dễ người lời dạy đọa riêng nghĩ một mình Bắc Nam chờ đợi cuối thình sẽ lo dần chuyển thân hình xác kỳ tăng viết thêm một khúc kia ngâm nga dằn dò bốn đào vậy mà
mấy trường. Tăng giàu con cách chi thôn hương, dạng dân cứ chữ hiền lương mà làm. Thích Ca còn phê tức hàm lầu cao cửa rộng mà ham tu hành. Phật tiên dùng kẻ lòng thành, đạo chân thì ít ai hành thiệt tâm. Trí phàm như chốn sơn lâm, dạy dân như phá rừng cầm cho dân. Nào đâu dân có biết ân mạnh rồi tướng Phật giới thần làm chi. Đây này lời lẽ ráng ghi, thương nghi đời nên mới làm thinh khuyên đời. Ra đi dặn lại ít lời, khuyên trong bốn đạo dây thời ráng nghe. Dầu ai tài phép như bài khoe, hàm linh hàm nghiệm sợ nghi mang nghèo. Lửa cho phải cột phải kèo, phải dây phải dế mà theo nữ kẻo lầm. Ngọc kia ẩn nghi vàng khó tầm, chọn nơi chân chánh đi khỏi lắm khổ hình. Ách trời nắng nghi nước thình lình, người hung đi cứ mài chống kình với ta. Theo tài học kỳ cố nôm na, hỡi ai tri thức tầm mà càng sâu. Lúc này chưa thể ngồi lâu, tách đi dời chốn đi khắp ngõ hầu dài răng. Tinh đồ cùng đi cá kia chư tăng, từ đài sắp nghe đến nỗi năng nghĩ chọn lời. Bớt phiền bớt não của kỳ đời, chẳng nghe lời dài dây thời hành yên. Đạo màu bát chánh sáng ghi, thứ nhất chánh kiến diệt chi xem nhìn.
luận bàn chân lý cho mình, chuyện chi xét đoán xảo tính mới làm. Thứ nhì chánh mạng, vậy mà việc làm do lệnh tâm hồn khiến sai. Thứ ba tư duy bằng nay, các điều tưởng nhớ thần ai mới màu. Thứ tư chấm nghiệp mặc dầu nghề chi thì cũng ngõ hầu làm ngay. Tàn gian tánh ấy tù đài của người tham nhũng nghề này chớ ham. Thứ năm tinh tấn nghĩ hồi đàm sạch trong ký lượng mà làm mới ngoan. Thứ sáu chánh ngữ liệu toan, nói năng điều chánh thì an chớ gì. Thứ bảy chánh niệm, vậy thì khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm. Thứ tám chánh định chớ lầm, từ bi hai chữ đứng nghi nằm chớ quên. Ngồi đâu cũng mi định mới nên, đừng cho công việc hơn với người. Hành y thì đáng vàng mười, tùy lòng tùy sức của người đời nay. Tu nhân hiện hậu cũng hay, dạy đời phải viết ngày đài cho nghi tinh. Rút trong các nghi luật kỳ cả kỳ kinh, tùy lòng không mép làm in nữ dạng này. Tháp cao các nghi bực chớ chạy, kẻ ngu người chỉ nghe thầy dạy khuyên. Sớm khuya ba tánh cần chuyên, nghe lời dạy bảo cánh tiên vừa kề. Ít lâu ta cũng trở về, khuyên nghi cùng bốn đào chớ hề lặng sao. Trì lòng chơi có nung nào, từ đây nhân vật khi mòn hao lần lần. Mấy lời nhắn lại ân
cần, bốn đào xa gần, nghĩ càng mới hay. Tu trì nguyện ước cầu mai, thượng ơn hồi phục làng ngày an cư. Học câu hỷ xã đại từ, nói gương nghĩa sĩ giả tư chân gần. Bốn năm tàu bắt táo tầng, chúng sanh ráng nhớ thì gần cùng ta. Xa trần ta đã rời sang, ba già nghĩ ở lại vậy mà bình an. Kìa kìa anh hối hồi phang, tình lang về mất cái hồ hoang mặt mày. Sớm lo sắp đặt luyện tài, Phật trời phân định mặt mày mới sinh. Ơn trên đi lượng rồng thinh thinh, từ bi khuyến dài mặt tình nghe không. Giống hiền như thể gieo bông, nhụy đơm mi thơm phức kỳ màu hồng xuê sang. Dân tai dòng giống tiên bang, chớ đâu có giống mi ngộ ngang hung sùng. Mặc cái tình ba tánh có dùng, ai muốn nghe cùng chép lấy mà coi. Lấy tâm lấy chi sẽ kia soi, thầy đi dạy bắt thử coi lẽ nào. Thôi thôi dân chớ hùng hào, cũng từ bốn đảo tàu đào bắt đô. Kính thưa quý thính giả, chương trình được liên tục đến bài Cho ông cò Tào Hảo. Bài này Đức Thầy viết tại Bạc Liêu ngày 25 tháng 4 Nhâm Ngũ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng. Tam quy ngũ giới lòng hằng nhìn theo. Chúc ông thoảng nhã dừng lèo qua bờ giác ngàn sớm treo gương màu.
đầu bế khổ, làng ngựa xe cắm vỗ tao nhân gây ra lắm nợ phong trần luân hồi sao nẻo khôn lần bước kỳ ra dài tính ngộ ấy hà quyết dứt đèn đạo tâm sáng rực soi đường cầu tu cho ai đạt ngũ hương quê gươm trí huệ ma dương hải hùng làm cho chúng phục tùng chân lý trong sắc thân giám thị lục căn đừng cho chúng tính lăng hoằng ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần phá ngũ quân rất lần tham ái cõi sân si cũng phải tao trừ đem về gia tánh chân như kim thân thị hiền dứt trừ tự sanh đem tâm hồi hướng gốc lành làm tôi Phật tổ chí thành chí chân dầu mắt phải mưa đơn gió kiếp cũng chuyên trì mà dẹp gai trong ngày nào đắc được lục thông giấc hồn cha mẹ tổ tông bài đời về cực lạc thành thời an dưỡng ấy là ngày ban thưởng công tu chúc cho đó dẹt mấy mù vững vàng bậc thôi công phu vuông tròn đến ngày biển ơi càng non mòn tứ ân đã trải chẳng còn tội căn nay ông nhập mi tự làm tăng trước sau tuy khác thiện căn dần đồng lắng tai nghe được tinh hồng tờ qua ít chữ gọi lòng chia vui Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, để liên tục đến bài Buồn. Bài này Đức Thầy viết tại Bạc Liêu ngày 29 tháng 6 năm Nhâm Ngũ. Nam Mô A Di Đà Phật. Buồn thay chư Phật ân non đài, buồn biết bao giờ
chờ gót hài buồn thấy chúng sanh đau xót cảm buồn lo trăm họ nghiệp gây hoài buồn đời lưu lạc trong ô tôi buồn thế gian nan suốt cả ngày buồn buổi cạnh tranh e hoàng đạo buồn dân ngu mùi ghét người ngay Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo đến bài Tuổi. Bài này Đức Thầy viết tại Bạc Liêu năm Nhâm Ngũ. Nam Mô A Di Đà Phật. Tuổi sâu Phật giáo ở non tân, tuổi Phật môn đồ quá tối tân, tuổi cuộc hôn nhân bài trước Phật, tuổi cơ nghiệp bao phế nguồn ân. Tuổi thai ai tạo trò vô lý, tuổi bấy lấp nguồn đạo hữu chân. Tuổi hổ trong nhìn người dối thế, tuổi duyên ác cảm đâm hồng trần. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả, chương trình được liên tục đến bài Bóng Hồng. Bài này Đức Thầy viết tại nhà thương Chợ Quán ngày 25 tháng 8 năm Canh Thìn. Nam Mô A Di Đà Phật. Bóng hồng vừa mới thoáng qua, nhân sanh tình giấc tìm nhà thánh tiên. Thánh chúa phán ra miền Nam địa, mặc cho đời mai mỉa cười chê. Nhìn dân châu lụy ố ê, biết sao trúc hết gánh về ta mang. Mang cho hết tai nạn thế giới, kẻ tâm lành bớt đợi chờ trong.
cốt xưa thiệt giống lạc hồng, trên hòa dưới thuận một lòng mến yêu. Nay hiếm kẻ ấy nhiều tiền của dội làm trò, hạt múa lăng xăng sâu nhau đặng có tranh ăn, cũng là dành mặt cho bằng ngoài ban. Người sao lại bị bàn tôm mì cá thức ăn thừa, khiếp nổi ném quăng. Kẻ nghèo lo chạy ngày hằng, lại không đủ bữa rối nhăn đời người. Xem thế sự biến cười biến khóc, chẳng rung rinh quèo móc chi ta. Cười là cười thói ranh mai, khóc là khóc kẻ chưa ta dỗ dành. Cơn lỡ vỡ buồn tanh chuyện quái tim non đời, kinh hãi bao phen. Từ xưa ông cống xù quen, ngày nay ông bình ông ghen việc nhà. Bởi mắt việc đi xa đánh chén, bà ở nhà sẽ len cài trang. Xét tình ruột nọ bàng hoàng, gượng sai làm tình rối nhàng cùng ly. Thấy hiếm kẻ vô nghị lạc đạo, đua một lòng làm bao làm xăng. Ai mà xét đến năng năng, quay đầu hướng thiện bần tăng dắt dùm. Mắt thấy đưa vô nghị phát dần ngặt nói, mình còn bần pháp thân chờ con đầy đủ nghĩa nhân, ra tay tế độ dắt lần về ngôi. Có ngày mở rộng quy khôi, non thần gian chuyển khung ngồi sự phân. Tiền cơ mái tạo xoay dần, đồng về Phật cánh bụi phần xin tươi. Thanh tiên giữa nhất miệng cười, chúc mừng trần thế có người chân tu. Ngày nay vừa lúc quy trăng thu, tiết trời ám đạm mịt mù gió mây.
phùng lác đác đường bay. Canh tràng thơ thần thân thầy bơ vơ, trân chuyên tạo quá thờ ơ, đưa người lương thiện lỡ bờ xa quê. Ru con buồn ngủ chưa mê, tầm đòi lên kén sợ dê phá chuồng. Nực cười cho lũ sói muôn, đem điều cái nghiệt phá tuồng thuân yêu. Đến sao phách lạc hồn siêu, ra rời thân thể mang nhiều quả ương. Ai ôi hãy ngắm cho tường, nhìn ông tận mặt hùng cường làm chi. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả, chương trình được tiếp nối đến bài Tỉnh Bạn Trần Gian. Bài này Đức Thầy viết tại nhà thương Chợ Quán, tháng Chạp năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Nghiệp chướng lăng loạn hại xác thân, chuông lành buông tiên dòng ma nặng trái dình trong tơ tóc dài quăng gái vẹn ngà thì mau mau tình giấc mộng nam kha chốn thế trần. Thế trần tạm già gạt đời ta, lướt khỏi sông mê khỏi ai hà. Nhưng ngã ngã nhân đừng kết biệt, sắc không không sắc chớ lìa xa. Diệu quyền chân ly
nói đường sang. Ảo thuật tà tâm kiếm nẻo ra, long lanh gương xưa lời Phật dạy. Hồng trần ái dục giết tài qua, tài qua cho lắm lắm nàng tay, truy lạc phong trần chôn gốc đã tịnh tâm tầm lẽ thân, cũng nên rèn tâm gấp đàn ngay. Sân si phòng có điều thêm bần, nhẫn nhìn ác không chuyện kéo dài, tiếng gọi hồn mê hồn được ngờ giác, phải toan sắm sửa rước trần ngờ ai. Trần ai chỉ có thủ phong lưu, trần đâu thành ra mài qua. Chúng cuộc chỉ mang câu thất vọng, xong đời ghi chất mối sầu ương. Cổ kim mái tàu nhiều quyền bi, lão ấu xây dần lắm mèo mưa. Cũng chẳng cướp xong mà quyền gió trầu, mà còn đeo đầm thổ phong lưu. Phong lưu nào phải gọi người ngoan, xa nhà biến nên kẻ khốn nạn. Ngày đến đến đi đâu kêu ngược, năm về về mai chẳng ngừng ngang. Tuổi già
tóc bạc mình ghê lắm rộn ràng. Biết được trăng giáng là mong quyền tự thân sửa soạn kéo vào quang kéo vào quang quách biết bao người cảnh sông xum dày phòng mây mười lắm lúc đua chen vui lẫn giận nhiều khi dùng dày khóc pha cười tuồng đời chuốt ngót cho sông tiên cuộc thế trao dồi mượn tất hơi nín thở nằm ngay không cửa quầy xót thương con trẻ khóc đôi lời đôi lời kể lại nỗi hàng quyên mà lớn chạy to phi lắm tiền tưởng vậy xác thân đã hạnh phúc nào hay hồn phách lắm quan khiên thiên đường siêu thoát thời thông thả địa ngục trầm luân ắt cứ đào điền nên chọn một nơi thanh tịnh ấy rất trần bất nhiễm mới là yên mới là yên ổn lánh trần gian chỉ nguyện tiêu diêu cánh Phật đàn diệu pháp chuyển thân vô sự thế quyền thông qua kiếp chẳng lo toan tâm linh mắt thánh xem ba còi tánh hiển tài thần long bốn phàn phổ tế chúng sanh qua bể
khổ. Di Đà miên niệm lánh trần gian. Trần gian khói lửa giới đau binh, chư Phật sớm bày phép hiện linh. Cứu khổ Nam Mô Tu Rệ Hữu Thiền Kinh. Sống sao dương thế nhiều cay đắng, do cuốn trần gian nỗi bất bình. Tinh nữ thiền nam dình mối đào, dầu cho lăng lóc ráng kiên trinh. Kiên trinh mà chịu lúc nàng tay, dầu có gian nan và chớ nài, vàng đã bao phen cơn nước lửa, chỉ thao lắm chuyện lúc non hài. Bền gan chờ đợi ngày sum hiệp, gắn chi trong mong bữa tiệc khai. Thiên địa tuần quần gom một môi, phàm trần vàng kiếp kiến bồng lai. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả, liên tục đến bài Cảnh Xuân. Bài này Đức Thầy viết tại nhà thương chợ quán Tết năm Tân Tỵ. Nam mô A Di Đà Phật. Kiên vật khoe mau, đô sắc tươi, cành hoa hé nở tơ như cười, xuống về cảnh đẹp càng thêm vẻ hỏi đông quang tuổi mấy.
hào quang chư Phật rồi mười phương đạo pháp xem qua chớ gọi thường chuyên chú nghĩ suy từ nét dâu cố công gìn giữ tâm thuần lương. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả, chương trình được tiếp nối đến bài Mượn cây đuốc quệ. Bài này Đức Thầy viết tại nhà thương chợ quán tháng Chạp năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Phụ mẫu thâm ân thần nghĩa trong hữu thiên nhiên vẫn phải bị trăm điều chua chát thời đau lai muôn chuyện ngọt đời mà chẳng chứa nỗi hao mòn xem cảnh thế luôn xót xa niềm chết mát đời này như thế người kia cũng thế làm sao mà tránh khỏi giết lầm thân sống tranh đua khi chết cùng xương tàn cho nên mượn đuốc quê đánh tan mùi tục lụy buồn với mượn bút tay đề tu hành tâm đạo giữa kề tiền bán nào nào trần thế có sang sắp đều đau khổ nghèo nàn hỡi ai thảm trong thế sự ngày nay lắm điều lao lý quá dài gian nan một tay ta quốc an bang nước nhà vững đặt hơn đàn hiền vinh bây giờ phải mượn kệ kinh dắt diều trần thế mặc tình nghe không kêu thằng hai gọi là
cùng không có muốn ai hồng tôn tí. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả, chương trình tiếp nối đến bài Trái Sầu Riêng. Bài này Đức Thầy viết tại Bạc Liêu năm 1941. Nam mô A Di Đà Phật. Thân hình gai góc nghĩ càng thương, thật kỳ trái sầu riêng báo của vườn. Lắm kẻ chê bai rằng nhám nhúa, nhiều người yêu chuộng tại mùi hương. Giúp đời trải dạ cơn khao khát, đỡ chủ tàn che lúc nắng sương. Trinh bạch tấm lòng trời đất cứ rõ, đình đình và trăng núi sông tường. Mấy đoạn tơ lòng mấy đoạn đau, muôn dân ngơ ngẩn đời mưa rào. Thiết tha thiện tinh câu cầu nguyện, vui đẹp giá thầy luôn nghi ước ao. Lòng người muốn dậy trời chưa dậy, cuộc thế xây dần đất phù sao. Nhân nhân cho rồi câu bỉ cực, thời lai sẽ được cảnh tiêu dao. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả, tiếp nối chương trình đến bài Thu Đã Cuối. Bài này Đức Thầy viết tại nhà thương Chợ Quán ngày 30 tháng 9 năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Thu đã cuối bất lai rai, thổi xét còi lòng chảnh nỗi thương tâm. Canh tràn thốn y thức đứng nằm, phiền ba xe ngựa ô âm bên tai. Nguồn mây bạc cuốn quay, mũi giết chấm vào nghiêng chi xiết ngại ngùng. Cùng bung sao lại khuấy bung, một bầy ngơ ngác cõi tùng còn xa.
sĩ thiệt thà hữu chí, rồi đem lòng ích kỷ hại nhân. Ôi đời im cừu nghinh tân, rùng rùng xói bỏ Phật thần thánh tiên, làm cho lão nửa phiền nửa tuổi ước sao mình như cùi trên trăng. Đặng soi khắp cả dương trần cho người trong tối đặng lằn điện quang. Kể đến lúc băng ngàn đất khách đem thân này cắt mạch sầu đông, dầu ai trao đổi lạc đồng, trao chua chế ngọt tấm lòng chẳng nào. Nhưng nghĩ lại héo xào tim mi phổi, biết gốc lành sao cội không dình. Ngạc ngào tiếng kể lời kinh, ơn nhờ chư Phật quay thinh giáo truyền. Thân làm đạo ba diện năm mối ơi, dù gặp cơn gió thổi mưa tuôn, bài rồi thành lại nên tuôn, giảng dân hưởng được nước nguồn mang. Trái một lúc cuồng ba sóng mơ dậy, chắc nhân sanh sẽ thấy việc chi. Trời đã sắp đặt ly kỳ, tới ngày trá quả âm mì biết bao. Thoáng cho kẻ khát khao đạo đức, danh thánh tài thơm rực non sông, theo đòi học cổ của ông nguồn văn kêu gọi người đồng tâm tu. Lòng đừng chất mối thù chi, cả lũ bao tàn tất tại nay mai. Bấy lâu khoe giỏi khoe tài, trời xanh gọi thấu diệt loài kiêu căng. Lời ta nói có ngàn lắm nhỉ ơi, để đây rồi chúng quỷ hiểu lầm. Điều đàn trói khúc quyền thâm, nhà nghề chọn bàn tri âm đâu nào. Dòng tăng sĩ thanh thao như kiển hàng, đã lâu sông giếng càng mòn, có
cây khô héo thon giòn. Nãy nhờ mưa đượm mà còn khát khao. Nghĩ đến đây gió ào ào thôi ngẩn mình ra nhìn ngọn đông phong. Khổng Minh nhờ gió ơi dụng công, còn ta nhờ được mùi mồng bay tan. Khuyên chớ chấp kẻ lòng lan soi, để đức lành tai rồi khắp nơi. Non sông rực rỡ chói ngời, mảnh gương Phật đạo soi đời cổ kim. Nhân loại sẽ khỏi chìm bể khổ khắp muôn loài, nguyện độ siêu thân. Kể chi miệng môi lưỡi lằn, mặt tình thế sự kêu thằng hai ông. Chớ chia rẽ phải đồng tâm lực, khua giọng vàng đánh thức bốn phương. Chấn hưng nghi Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Tài tăng sĩ gãy thiền quyết, năm lần bụi bờ xuống thấm lên đều. Dầu cho gặp lắm hùm beo, từ bi vẫn niệm quyết leo khỏi rừng. Đâu nản chí mà ngừng việc, phải cuộc tan thương biến cải cảnh trần. Bực mình đeo đắm mê pháp thân, chờ cơn gió tạnh sẽ lần bước kỳ ra. Thấy thiện tinh chán hòa giọt lệ, tâm não nùng chẳng nghĩ xa vời. Chim trời dưng ố chiều mới, bầy con chiêu chích cả đời nhàn thân. Còn một đoạn mưa tầng nắng sợ trái qua rồi, việc dở quá hay. Thế gian sẽ biết thánh tài, bế bồng con dạy hát bài khải ca. Ai mà được trông qua cảnh ấy, cõi phúc nhà tao lấy mà nhờ. Thương đời ta ít lời thơ, nẻo tu dân sự còn chờ dịp nào. Phận tăng
sĩ này bao gió bụi, miệng số lòng tháo củi ta bà theo đòi gương phẩm Thích Ni Ca, dốc đêm tâm trí tầm ra đạo màu. Các giảng vật chung bầu thế giới vì quán thù dừng bãi chiến trường, cũng đồng xưng ba xưng dương tranh quyền đoạt lợi đầm đương xét dành. Ta nguyện một lời hành chánh đạo, chẳng phải người thông thạo hoàn toàn, nhưng mà dân chí kêu gian, người ơi thức tình lánh nàng tu thân. Nguồn bạch thuế trong ngần mắt mẹ, một rưỡi vào độ kẻ chúng sinh, thần thông phép vi Phật muôn nghìn cõi lành, nắm chặt ký ức ký mình thành thôi. Nay tăng sĩ có lời kêu gọi, dùng tinh thần chống chọi quỷ tà, đừng cho chúng đến gần ta, nhớ sanh còn hơi ngà ngà giấc sai. Phật tiên thánh muôn loài gian vật cũng ở trong quả đất dựng gầy, siêu thân nhẹ tách đường mây, trầm luận quan nghiệt càng gây thêm hoài. Ta chỉ dốc tầm đại nguyệt kiến cho dương trần, rồi chuyện sai lầm định thần dẹp hết tà tâm, quần đại bổn tánh thần khâm quỷ nhường, bỏ khai tánh tự cường tự trọng, gắm cuộc đời cái bóng theo hình, tu hành đâu kể nhục vinh, ta làm bổn phận ngạo khinh mặt đời, đầu ngưỡng giống đất trời minh chứng, tâm lòng thành quyết dựng đạo đời, đôi đều hòa nhã nơi nơi, thân này mới chịu ngồi ngơi thạch bàn. Lòng trẻ thảo biết đoàn biết cơ kết, phi sáng phàm mê
mệt đâu này. Băng rừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Thấy biển khổ đau an, lòng đặng sông thuyền ra cứu vớt sanh linh. Miệng cho ba tánh vàng mình, hết cơn bệnh tật hết tinh đạo tà. Cuối nhờ nước ma mát mẹ, xin Phật ban cho kẻ khác lòng. Chim khôn thì uống nước kỳ trong, người khôn mau sớm rửa lòng bận nhân. Để ma bệnh theo hờ bén gót, thần chết kia nghĩ ôm hốt bên mình. Đạo lành sao lại chẳng tin, dầu cho thông thái cùng dình cốt xương. Nó đâu lại dài bữa đồng loại cùng gốc ngày thường đi xuống trần. Ngoài đầu nghe tiếng chuông ngân, trở về nơi cũ cho gần Phật tiên. Thấy sanh chốn quá ghiền cánh tục, nên nhiều lần dục thúc muôn dân. Bạch Trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Vượt cánh khổ muôn phần u ám, ganh ghét đi hờn thì thảm muôn bề. Khuyên trong nam nữ chờ quê, cúi đầu thiện niệm trông về Tây Phương. Tu cho kẻ bảo khâm nhường, đẹp lòng cha mẹ cửu huyền chờ trong. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thính giả, chương trình được liên tục đến bài Cụ Phạm Thiều mời Đức Thầy tham chánh. Bài này Đức Thầy viết tại miền Đông ngày 1 tháng 10 năm 1946. Nam mô A Di Đà Phật. Mưa gió thâu cánh mãi dập dồn, âm u tràn ngập cả càng khôn.
hỡi ai thức ngủ trong đêm ấy, có thâu tay chăng tiên hoặc hồn? Sao còn khoác hoài nhớ hiềm xưa? Trang sử chùi đi những vết nhơ, gìn giữ tim son không chút mài bờn, mặt tòa dư luận thâu hay chưa? Sao còn lãnh đạm với đồng bang, toan trúc cho ai gánh trị an? Thảm kịch tương tàn chưa hết diễn, lòng xuyên châu đốc lũy muôn hàng. Sao còn ngần ngại chẳng ra tay trước cảnh sấm lăng cảnh đọa đài? Ngọn lửa binh đao lan khắp đất, Phật trời soi thấu cùng châu mai. Chẳng áo cà sa, chẳng chiến bào, về đây tham chánh mới là cao. Non sông chờ đợi người minh tri, chớ để danh thơm chỉ gió hầu. Đức Thầy Hòa, những nỗi đau thương mãi dập dồn, càng nhiều luân lạc lại càng khôn. Lặng nhìn thế sự nào ai ngủ, chờ dịp vung tay dậy quất hôn. Từ bi đâu dương mối hiểm xưa, nhưng vẫn lọc lừa bán sạch nhớ. Quả tri âm tri ngộ có, thì là hiệp lực hiểu hay chưa? Nhìn sang Trung Quốc khách lần bàn,
cô xoay ngầm sao trì an. Nếu thiệt hai bên đồng hiệp trí, kẻ gây thảm kịch phải quy hàng. Lắm kẻ chức hờ đăng phòng tai, mà sao tranh sách bắt dân đài. Dân còn áp dụng vì phe đảng, chẳng muốn xông ra sợ cháy mài. Thà ở trong quân mặc chiến bào, ngày qua sẽ biết thấp hay cao. Nào ai đem sánh mình minh triết, mà dám lâm lẽ mộng gió hâu. Nam mô A Di Đà Phật.